Không mua cái này thì mua cái nào ạ? Xin chào các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu các bạn bước cuối cùng trong lắp đặt sắp gồm ghế Ability, đó là hiệu chỉnh âm thanh. Đầu tiên, trên màn hình phát, các bạn vào mục Setting, Device, Sound và Subwoofer, chính là thiết bị làm gần điều chỉnh. Mức volume các bạn để 10 tối đa, mức low level các bạn để 20 và mức high level các bạn để 100. Thế là mình đã xong phần setting. Mình sẽ bật nhạc để kiểm tra nhé. Mình sẽ kiểm tra bằng bài này chẳng hạn. Âm thanh đang được phả lên tắp lô chứ không hề có tiếng rè rè ở sắp gầm. Như thế là đã lắp đặt đúng, hiệu đính đúng. Hoặc là mình có thể thử bằng hai bài khác vậy. Ví dụ bài này. Các bạn sẽ cảm nhận rất rõ âm thanh ở trên này. Một sản phẩm rất là tuyệt vời. Không mua cái này thì mua cái nào ạ? Như vậy tôi đã trình bày cho các bạn toàn bộ quá trình lắp đặt và hiệu chỉnh âm thanh của sắp gầm Ability. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.